Chỉ còn mưa thôi và màn đêm trôi, cũng buôn bán với nhau mà gì chứ he. Nếu không muốn thì nên tự nhiên, chứ không thuốc nào mà không có tác dụng phụ. Những cái bình luận kiểu như thế này là 99% sẽ đến từ những cái người đang bán nó đó. Và mình nhận được những cái kiểu như thế này là cách đây là hơn nửa năm trước rồi các bạn. Khi mà mình bắt đầu làm nội dung về thuốc tăng cân á, là đã có những cái bình luận như thế này rồi. Ban đầu thì mình còn hơi khó chịu, nhưng mà về sau mình thành quỷ rồi các bạn, mình bình thường hết nha. Nhiều khi mình còn cà rỡn lại với tụi nó nữa. Họ nói rằng đó là mình cũng bán về tăng cân và mình dìm họ để mà đưa sản phẩm mình lên. Cái vớ đầu tiên là đúng nha, cái vớ mà dìm họ xuống là đúng nha. Tại vì những cái thành phần mà hại nước hại dân như vậy sao mà không dìm xuống được, đúng không? Không lẽ giờ chúng ta bây giờ chúng ta đi về đường đi, chúng ta thấy người ta là đang bị giật đồ, thấy thằng cướp này giật đồ, không lẽ đứng vỗ tay giật hay lắm? Không có các bạn, mình không có mất nết như vậy nha. Mình ít nhất mình cũng sẽ đứng mình hô hào lên, ừ có cướp kia bắt nó đi. Còn nếu mà mình nhắm mình hảo hán hơn nữa, mình thấy thằng kia nó nhỏ con hơn mình á, mình nhào vô mình cơm bát luôn các bạn. Đó phải như vậy chứ ai đâu mà đứng vỗ tay ủng hộ như những cái thành phần như thế này nha. Còn họ nói rằng mình cùng bán về tăng cân á, chúng ta khác nhau lắm, chúng ta rất khác nhau nha, khác nhau về hệ giá trị. Tôi hướng đến sức khỏe người dùng, hướng đến sức khỏe cho cộng đồng, còn các bạn hướng đến lợi nhuận. Các bạn chỉ cần có tiền là các bạn bất chấp lương tâm, các bạn bán những thứ như thế này. Chúng ta rất khác nhau về hệ giá trị, chúng ta cùng phương nhưng mà ngược chiều nhau, ok. Còn cái chuyện mà các bạn nói là tôi dìm các bạn xuống để mà tôi đẩy cái sản phẩm tôi lên á, thì tùy các bạn, tôi không cần phải giải thích làm cái quần què gì cả. Có giải thích các bạn cũng không tin nha. Các bạn thấy là tất cả các clip của mình làm về thuốc tăng cân, mình chưa bao giờ mình nhắc đến cái sản phẩm của mình, đúng không? Tại vì đó không phải là mục đích của mình, mà mục đích thật sự là như thế này. Các bạn thấy là có đến hàng trăm hàng ngàn người cảm ơn mình các bạn, họ biết ơn mình vì đã cứu được họ. Tiền bạc nào mà so sánh được những cái giá trị như thế này. Tôi không quan trọng là các bạn có biết ơn, có cảm ơn tôi hay không, các bạn có mua hàng của tôi hay không, tôi không quan trọng, không quan tâm các bạn. Nhưng mà tôi cứu được những người như thế nào, bao nhiêu người là tôi quan trọng cái chuyện đó. Đặc biệt là những cái đứa nhỏ ấy, người lớn chúng ta nha, cơ quan hoàn chỉnh rồi, uống những thứ này vào, ừ may mắn ấy, thì thay đổi lối sống này kia thì may ra là hồi phục được. Còn những cái đứa con nít đang trong giai đoạn mà phát triển dậy thì rồi đó, phát triển chiều cao rồi đó, thì uống những thứ này vào nó sẽ bị còi xương, bị chậm lớn luôn. Tại vì sao? Những thứ này nó gây đào thải canxi và nó ức chế việc hấp thu canxi, mà không có canxi thì sao mà lớn, đúng không? Chưa nói đến những cái hệ lụy khác liên quan đến suy thận, gan đồ, thần kinh tim mạch này kia, cái đó là chưa nói đấy. Nên là những cái thứ này mà nó độc tới mức như thế nào mà còn bảo vệ, còn bênh vực nó sao mà bênh vực được nha. Bán cái gì bán, coi là cái giá trị đạo đức trước. Mãi yêu hen, đừng có kiếm tôi nha. Minh Trí đồng hành cùng bạn tăng cân an lành.